làm sao vượt qua cuộc đấu tranh trong bản thân vậy chị? Nó phải đòi hỏi là em phải tự lập trước, em phải tự bươn chải, em phải tự kiếm tiền, em phải tự sống một mình trước, chứ em không thể nào mà đang ở với ba má em sao em nhảy ra riêng em nói bây giờ em muốn làm giàu thì không có. Nó đó nghe giống đa cấp quá. Chị hay giỡn mấy cái chuyện đa cấp trên livestream của chị lắm, nhưng mà chị nói thiệt, ok, đừng có sống ảo mộng xứ đông như vậy, sống thực tế một chút. Em không có thể nào mà đứng lên với một con người mà không có một bộ áo giáp được hết. Đầu tiên em phải có cái bộ áo giáp của em trước, rồi thầy của em người ta mới áp thêm hung khí lên trên người em, đại loại như vậy. Thì cái bộ áo giáp này thầy của em không có cho em, đó là em phải có đủ dũng cảm, dũng khí và đủ cái tư duy và đủ. Đó là lý do tại sao chị làm cái kênh này, tại vì chị nhận thức được khi mà chị làm trong cái ngành này, chị làm những cái liên quan đến tiền, đến tài chính, chị mới biết là cái yếu tố duy nhất mà con người không có thành công được ở trong cái ngành này không phải là tiền, mà là ý chí của họ, mà là cái tư duy của họ. Và những cái này nó lại đi ăn sâu vô bởi vì cái gốc rễ là họ sinh ra ở đâu, ba mẹ của họ có dạy cho họ không, bạn bè của họ, xung quanh của họ, môi trường của họ. Thì đó là lý do tại sao chị bày cho các bạn về life coach, chị đang bày cho các bạn về cuộc sống. Bởi vì khi mà bạn hiểu một cuộc sống rồi, bạn sẽ thấy nó dễ dàng hơn, nó giống như cái miếng xếp hình vậy. Bạn biết những người mà muốn làm giàu nó, người ta có cái tư duy khác lắm. Nhi ngồi nói chuyện với lại bạn của Nhi trong cái thời kỳ Covid này hả, mọi người rất là rất khác hẳn với những cái mọi người đang coi trên mạng. Đó là hoảng sợ, hoang mang, mất việc, mất tiền, rồi kiểu dạng như là mọi người đủ thứ trường hợp với stress này nọ. Nhưng mà những cái người mình như làm việc, người ta giống như đi hội chợ vậy đó, người ta giống như trời, như là được giảm giá vậy đó, giá nhà giảm, giá chứng khoán giảm, mừng quá, mua tới tấp. Và người ta mua với một cái tư thế rất là vui nha mọi người. Đó là người ta rồi 3 năm nữa, 5 năm nữa tao thành tỷ phú thế giới, tao sẽ hơn tỷ phú thế giới luôn, xong ha hả cười vậy thôi. Tại vì họ biết, họ có kiến thức. Và khi bạn, mọi người tự tưởng tượng giống như vậy, khi bạn ở với những người như vậy xong thì tất nhiên mọi người hay hỏi như là chị tại sao Covid mà chị vẫn tươi tỉnh vậy. Bởi vì hằng ngày nếu bạn gặp những cái người làm việc chung với bạn họ cũng ha hả như vậy thì rất là khó để cho bạn buồn được. Còn nếu như hằng ngày bạn chỉ gặp người này mất việc, người kia mất việc, người này than, người kia than, thì bạn cũng vậy, bạn sẽ bắt đầu ủ dột, cuộc đời nó chán quá, nó không có đáng sống. Còn nếu như bạn gặp những cái người có gì đâu, rất càng rớt tao càng mua, tao mới mua thêm nè, rồi xong cười ha hả rồi đi ăn mừng với nhau, bởi vì họ có kiến thức cho nên họ mua những cái công ty tốt, những cái căn bất động sản tốt với cái giá giảm mạnh tại cái thời điểm này, thì đối với họ là họ ăn mừng. Mọi người thấy không, thì những cái này nó đòi hỏi là bạn phải có kiến thức trước. Cái Covid bây giờ nó chưa có muộn, vẫn còn học được nếu như các bạn chịu học. Mà khi bạn nghèo đủ lâu, bạn đủ khổ, thì bạn cái áo giáp của bạn nó đủ cứng, thì bạn sẽ kiểu như là đói cũng đói đủ rồi, khổ cũng khổ đủ rồi, nghèo cũng nghèo đủ rồi, nghèo tới chừng nào nữa thì lúc đó bạn quyết tâm thôi, đơn giản là vậy. Các bạn hỏi như là cách đây bao lâu chị bắt đầu có tư duy đó, như thì từ hồi nhỏ ba má như ly dị như đã có cái tư duy đó rồi, là như không có muốn lớn lên khổ như ba của mình, không có muốn sống cái kiểu như ba má. Từ nhỏ mình đã như vậy rồi, từ nhỏ mình đã có một cái tham vọng là mình không có chấp nhận cái cuộc sống nghèo khổ đó rồi, ok. Rồi từ cái ý chí đó nó cứ đẩy mình lên thôi, là mình không có dễ bỏ cuộc. Và Nhi hầu như Nhi không có bỏ cuộc cái gì hết. Đối với Nhi, thậm chí cả cái cuộc hôn nhân của Nhi ly dị, đối với Nhi là một cái quyết định ly dị, nó phải đòi hỏi Nhi là nó đấu tranh rất là nhiều để Nhi ly dị nữa, thấy không? Thì Nhi là một người không có give up, it's not easy for me to give up. Nhi là một người rất là kiên trì với cái điều Nhi muốn, Nhi không có từ bỏ. Thì các bạn cũng phải có cái tư duy đó, là các bạn, những cái bạn mà vô đây nói với Nhi là chị làm sao đi em mạnh được với chị, tại vì các bạn nỗi đau của các bạn chưa có đủ lớn, thì các bạn chưa có tìm thuốc chữa bệnh thôi, đơn giản là vậy thôi. Làm sao để vượt qua cuộc đấu tranh trong bản thân vậy chị? Thì Phong Nguyễn như nói cho Phong Nguyễn nghe một cái ví dụ như này. Như đã từng làm một cái video như nói cái đó rồi, giống như chuyện là bạn đi vô cái shopping mall để bạn đi mua đồ, ok, xong rồi tự nhiên mà bị đau bụng kinh khủng khiếp, là bạn bị kiểu như tiêu chảy đó. Thì bây giờ bạn có muốn đi mua sắm không, hay bạn phải đi kiếm cái toilet trước? Bạn đau quá, bạn chịu không nổi, đi vô toilet cũng chịu không nổi nữa, thì bây giờ bạn có còn tâm trí bạn nghĩ đến chuyện shopping không? Bây giờ mà bạn là giàu rồi đó, bạn có đủ thứ tiền luôn rồi đó, không, bạn sẽ bắt đầu gọi xe cấp cứu, đúng không? Bạn sẽ bắt đầu đi vô bệnh viện, đúng không? Để làm chi? Để giải quyết cái nỗi đau. Thì nghèo khổ nó cũng là một cái nỗi đau. Nếu như bạn chưa đủ nghèo, bạn chưa đủ khổ, bạn chưa đủ cái tận đáy của xã hội, bạn không có nhu cầu, thì bạn sẽ không có thấy cái gì để bạn phải quyết tâm hết. Nhưng những cái người gọi là underdog, là những cái người giống như Nhi, người ta gọi là những cái con chó mà dưới gầm xã hội á, Nhi chỉ có hai sự lựa chọn thôi. Một là như ở Việt Nam mấy bi như làm gái hay là làm một cái nghề gì đó, sống qua ngày chờ qua đời. Hoặc là Nhi bất chấp hết, Nhi cứ học, Nhi cứ bươn lên và Nhi cứ không được làm biếng thôi. Người ta làm việc 5 tiếng một ngày, mình làm 10 tiếng một ngày. Người ta ngủ ngày 8 tiếng, mình ngủ ngày 4 tiếng thôi. Còn trẻ mà ngủ ít cũng không sao hết.
mệt hả, tống thêm cà phê vô, như uống ngày 2-3 ly cà phê đen hồi cái thời kỳ đầu đâu sao đâu. Ừ thì mệt đó, nhưng mà sao hết, mình biết được là mình phải hy sinh cái lúc này thì mình sẽ có được lúc sau, và đúng như cái điều mà mình tin như vậy. Bây giờ Nhi có được cái điều, Nhi có thể là Nhi sẽ không giàu như các bạn nghĩ là giàu kinh khủng khiếp, nhưng mà Nhi tự tin với cái độ tuổi của Nhi lo được cho con, Nhi lo được cho bản thân mình, Nhi lo được cho chị giúp việc. Nhi nói chị giúp việc nhưng mà thật ra Nhi coi chị như chị, như là gia đình của Nhi vậy. Nhi đối xử với chị như một người thân trong gia đình. Và Nhi lo được cho team nhóm của Nhi, Nhi giúp đỡ được rất là nhiều người trong cái chuyện là tài chính của bản thân họ, để họ lo được cho gia đình của họ nữa. Thì đó là cái mà mình nói là mình khi đau bụng đủ đau thì mình sẽ đi tìm thuốc, một là mình đi tìm toilet, toilet không có đủ nữa thì mình đi vô bệnh viện thôi. Thì Nhi cũng vậy, Nhi đau đủ rồi, Nhi khổ đủ rồi, Nhi không có muốn khổ nữa. Nhi cảm thấy khổ là một cái mà mình không có hạnh phúc khi mình khổ. Và mình muốn được hạnh phúc, và cái hạnh phúc đầu tiên đó là mình thoải mái. Và bây giờ Nhi sống rất là thoải mái, Nhi phải chân thành chia sẻ với mọi người như vậy. Ở đây Nhi không có khoe khoang, nhưng mà để Nhi nói cho mọi người hiểu là thoải mái ở đây đó là Nhi có ngày 3 bữa để ăn, và thời gian còn lại Nhi làm được cái việc cống hiến cho xã hội. Em mới xem một video có anh lính Mỹ nói, vì tôi không thích đất nước của tôi bây giờ nên tôi phải cống hiến để nó phát triển, vì nếu không ai làm vậy thì đất nước tôi mãi mãi tệ như vậy. Đúng rồi em, đó là cái suy nghĩ mà chị bị đau đáu rất là nhiều á. Tức là mỗi lần mà chị cứ muốn làm một cái điều gì đó cho người Việt Nam mình á, tại vì mình cũng là người Việt Nam mà, cho nên có một chút gì đó bên trong mình hiểu cái văn hóa, mình hiểu cái suy nghĩ của người Việt Nam, xong mình lại nói là mình làm cái này có ai quan tâm không trời, mắc gì mình dài tay mình rảnh hán vậy. Nhưng mà một phía bên kia của chị, khi mà chị đã được tiếp xúc với những cái nền văn hóa mới, chị đã được làm với những người chuyên nghiệp, chị đã được giao du với những cái gọi là cái khoảng cách quá xa với người Việt Nam, chị cứ luôn thôi thúc chị là chị muốn đem cái này về để chị bày lại cho Việt Nam, để chị có cái sự chuẩn bị cho các bạn, để mà một ngày nào đó các bạn, dù là đến lúc đó chị như chết đi rồi, các bạn vẫn có một xíu gì đó là nền tảng. Kiến thức là một cái thứ mà nó rất là quan trọng. Cái nền tảng này nó sẽ giúp em có cái chỗ đứng trong xã hội tương lai. Và chị biết được hả, những cái này hả, em có tiền em đi học thầy cô em cũng không bày đâu. Tại vì những cái này chị phải, cô thầy em cũng không có cơ hội được trải nghiệm cái này. Chị nói thiệt, thầy cô của chị hồi xưa cũng không bao giờ có đâu. Chắc thầy cô chị bây giờ mà coi còn không biết chị là ai, có khi còn không nhớ được con này hồi xưa là con nào. Ví dụ như vậy. Như thường lệ, đừng có quên like, share và subscribe kênh của Nhi nếu bạn là lần đầu coi. Nhi không nghĩ là lần đầu đâu, toàn là người cũ hết rồi. Còn những người cũ rồi thì tự giác đi nha, like cái video này rồi xong chia sẻ cho nhiều người coi nữa nghe không.